Thịt dê bà con ta biết thịt dê rồi phải không bà con? Bà con thấy thịt dê nó rất tốt. Có người không coi thịt dê, ta gọi bé sư phụ. Đó, đó là thịt dê. Nó rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà có một số người không ăn được. Chứ không phải là nó tốt là ăn được hết đâu nha bà con. Đó là những người vui lòng đừng ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người bị cao huyết áp, người rối loạn chứ chuyển hóa, người bị sốt, người bị nhiễm trùng, người bị viêm gan, lỡ mồm, lét lưỡi, đau mắt đỏ, miệng đắng, đang bực bội, yết hầu đau, khô, đau nhức, sưng chân răng, đau bụng, đi ngoài, phân lỏng. Cho nên như vậy là vui lòng đừng ăn thịt dê. Ăn thịt dê vào không tốt gì cho sức khỏe cả. Đối với những người có bệnh cao huyết áp, rối loạn chuyển hóa, sốt, đang nhiễm trùng, viêm gan, lỡ mồm, lét lưỡi, đau mắt đỏ, miệng đắng, đang bực bội, yết hầu bị đau, khô, nhức, sưng chân răng, đau bụng, đi ngồi, phân lỏng, vui lòng đừng ăn thịt dê để cho nó tốt cho căn bệnh mình, tốt cho sức khỏe của mình, bà con ạ. À, còn ngoài ra những người không ăn được đó còn lại là nó tốt, rất tốt, là bởi vì nó khỏe cho sức khỏe. À, ta ăn nhưng ta không ăn quá 70 gram một ngày. Nếu ta ăn liền 6 ngày thì phải nghỉ một ngày. À, còn như có xương, cân luôn thịt dê thì ta ăn một ngày không quá 100 gram. Ăn 6 ngày, nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp. Chứ không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được đâu bà con nha. À, thịt dê nói vậy nha bà con. Dê dê, bê hê, bê hê, bê hê.